em chị bạn xin được gửi lời cảm ơn chân thành của cả gia đình Teddy tới các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh chị em, rồi các bạn bè thân thiết đã có mặt tại buổi lễ thôi nôi ngày hôm nay của Teddy Gia Hưng ạ. Hôm nay thì bố mẹ chỉ muốn gửi lời một lời chúc tới vàng cục bạc của bố mẹ, là chúc con luôn luôn là vui tươi, mạnh khỏe, ăn nhiều như bây giờ. Vâng ạ. Đấy là điều mong ước lớn nhất của bố mẹ rồi ạ. Và xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại buổi lễ thôi nôi của Teddy ngày hôm nay ạ. Cảm ơn ạ. Đây là một họa sĩ ạ. Hỗ tay cho họa sĩ.